Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Chiếc Kinh lại quay lại đây. Hôm nay Chiếc Kinh lại review không ở trên bờ nha mọi người. Hôm nay mình lại review ở một lô đất đảo Chí Nguyên, cực kỳ đẹp luôn mọi người à. Nắng quá nên mình hơi hí mắt xíu nha mọi người. Đây, giờ em xin quay đó là thứ nhất là tiện hết xung quanh thì đó, nhà hàng thì đó, bè cống cano thì rất là tuyệt vời luôn mọi người à. Đây, và đặc biệt cái lô đất này là nằm cuối gành nha mọi người, cuối gành đảo Chí Nguyên. Rồi em xin phép quay lại màn hình để mọi người hình dung rõ hơn về cái hình thể và thế đất này nhé. Ok. Đây là đường đi vào lô đất. Từ anh chị có thể di chuyển từ đó, bên kia là biệt thự anh Nguyễn nha anh chị. Đó, trên núi đó là biệt thự anh Nguyễn. Về cái tòa nhà cao kia là khu An Viên, New Galaxy. Đó, New Galaxy. Rồi, từ Nha Trang anh chị có thể di chuyển vào ra đảo Chí Nguyên á, đi thẳng xuống chỗ Vinpearl. Với taxi là trong vòng khoảng 120.000 thôi anh chị ạ. Rồi, anh chị từ đó anh chị tới đảo đến bờ Phú Quý, đến bến Phú Quý, anh chị bắt một tàu chỉ với giá 5.000 đồng, anh chị đi qua đảo Chí Nguyên trong thời gian khoảng 5 tới 7 phút thôi, anh chị có thể lên được đảo Chí Nguyên. Và tiện ích xung quanh ở đảo Chí Nguyên là có đầy đủ điện nước, mọi thứ luôn nha mọi người. Chợ búa từ vị trí lô đất này, đây lô đất ngày hôm nay muốn review, từ vị trí lô đất này đi ra chợ chỉ trong vòng đi bộ là anh chị mất chỉ khoảng 10 phút thôi. Nếu anh chị ở trên đảo, anh chị có thể mua một chiếc xe đạp nè, hay là một chiếc xe máy, anh chị có thể vòng ở trên đảo. Cuộc sống đảo cực kỳ giản dị và bình dị, giản dị và mộc mạc đến lạ thường luôn mọi người à. Và mỗi buổi sáng anh chị có thể được ngắm được bình minh nè, buổi chiều thì ngắm hoàng hôn. Và từ cái view này có thấy cáp treo, nhưng mà cáp treo đang bảo trì rồi mọi người à. Rồi ok, đó view này là view triệu đô nha mọi người. Và đặc biệt hơn vào tháng 4, thành phố Nha Trang là tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 9 là thời tiết rất đẹp, có 6 tháng, 7 tháng là thời tiết cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Đó, biển mọi người thấy không? Biển tại thành phố Nha Trang nè, quá đẹp luôn. Đó, long lanh, nước rất trong luôn. Nếu anh chị sở hữu một bất động sản tại đảo Chí Nguyên, đây em muốn review, thì anh chị mỗi buổi sáng nè, anh chị có thể tắm biển nè, hoặc là đi câu cá luôn. Tại từ vị trí lô đất này, anh chị có thể men theo đường mòn, tại lô đất nằm cuối gành nên anh chị có thể men theo đường mòn và đó có thể câu cá tại khu vực này luôn. Đó, câu cá tại khu vực này. Với tổng diện tích lô đất này là 150m2, với chiều ngang là 9m, cái ranh đây từ đây qua đây và kéo dài lên kia để có 50m2, chưa có 50m2 nữa nhưng mà chưa làm thổ, lên sổ nha mọi người, là tổng diện tích lô đất này gần 200m2 luôn. Lô đất này rất đẹp luôn nha mọi người. Đây rồi này, hướng chính rất là đẹp luôn. Với căn nhà bất động sản tại nơi đây thì anh chị rất là phù hợp cho nghỉ dưỡng nha anh chị. Nghỉ dưỡng anh chị xây dựng thôi, rồi xây dựng là chuyển đồi lên thôi, chuyển đồi thôi thì nhìn thấy cái view là view biệt thự anh Nguyễn và Vinpearl, bến cảng Vinpearl luôn nha anh chị. Đó, tổng diện tích gì gia chủ ra đi mong muốn cho lô đất siêu đẹp này là chỉ với giá là 6 tỷ 800 triệu. Đây là bà cô chủ nhà. Rồi, lô đất này rất là đẹp nha mọi người, cuối gành. Vì nó cuối gành nên rất là yên tĩnh, xe cộ không chạy đông đúc nha mọi người. Đó, đây là siêu phẩm rồi. Đây, còn bên cạnh đây là những cái bè dành cho khách du lịch. Đó, cái thúng thì mọi người thấy rồi. Cái thúng rất đẹp luôn mọi người ạ. Rất đẹp luôn. Đây. Siêu phẩm. Đây là siêu phẩm nên là hàng hiếm nha mọi người. Rồi, ok. Em xin cảm ơn mọi người đã xem video. Hôm nay là mùng 10 tháng 3, giỗ tổ Hùng Vương. Em vẫn đi qua đảo để review cho những bất động sản tiềm năng về phân khúc nghỉ dưỡng, làm farm cho những quý cô chú anh chị nhà đầu tư sở hữu bất động sản tại thành phố Nha Trang xinh đẹp. Em xin cảm ơn ạ. Thank you. Chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và có kỳ nghỉ thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, cùng bạn bè và đối tác. Em xin cảm ơn ạ. Thank you. Bye bye.